Thưa các xin chào mọi người, clip này thì sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn cho mọi người những kiến thức nhạc lý cơ bản, nốt tròn, nốt trắng, nốt đen và các nốt trên khuôn nhạc. Thứ hai thì sẽ chia sẻ cho mọi người cách đọc hợp âm trưởng thứ thăng dáng như thế nào. Rồi chúng ta sẽ cùng đi vào bài học luôn nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ cùng đi vào phần nhạc lý tên nốt. Để phân biệt những âm thanh cao thấp khác nhau, người ta dùng 7 tên nốt, đó là Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, viết tắt là C, D, E, F, G, A, B. Và trên phím đàn chúng ta sẽ thấy được nhóm 2 phím đen, nhóm 3 phím đen, nhóm 2 phím đen, nhóm 3 phím đen lặp lại như nhau. Kế nhóm 2 phím đen, nốt đầu tiên ở nhóm 2 phím đen là nốt Do, viết tắt là chữ C. Kế 2 phím đen đầu tiên là nốt Do. Rồi tới nốt Re là ở giữa 2 phím đen, nốt Mi là ở trên 2 phím đen. Rồi chúng ta sẽ xét tiếp nhóm 3 phím đen. Kế 3 phím đen chúng ta có nốt Fa. Ở trên hai phím đen chúng ta có nốt Si và ở giữa hai phím đen chúng ta có nốt Sol và nốt La, tương tự cứ lặp lại âm thanh sẽ cao dần nha mọi người. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua phần khuôn nhạc. Để ghi những âm thanh cao thấp khác nhau, người ta sử dụng khuôn nhạc. Khuôn nhạc được tạo ra bởi 5 đường kẽ và 4 khe nằm song song và đều nhau theo thứ tự từ dưới tính lên. Các nốt thấp là ở phía dưới, các nốt cao là ở phía trên. Thì chúng ta có thể thấy khuôn nhạc đây. Đây là phần khuôn nhạc được tạo ra bởi 5 đường kẽ, đường kẽ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và trong những đường kẽ đó chúng ta sẽ có khe 1, khe 2, khe 3, khe 4 để ghi các nốt nhạc. Câu hỏi đặt ra là khuôn nhạc có mấy dòng kẽ? Thưa, khuôn nhạc có 5 dòng kẽ. Khuôn nhạc có mấy khe? Thưa, khuôn nhạc có 4 khe. Những đường kẽ ngắn này chúng ta gọi là đường kẽ phụ bên trên. Những đường kẽ ngắn này chúng ta gọi là đường kẽ phụ bên dưới. Khi viết những nốt nhạc quá cao hoặc quá thấp, người ta sẽ sử dụng những đường kẽ phụ. Những đường kẽ ngắn ngắn như thế này chúng ta gọi là đường kẽ phụ nha mọi người. Đây là đường kẽ phụ bên trên, đây là đường kẽ phụ bên dưới. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần nội dung nhạc lý, đó là khóa nhạc. Ở đầu mỗi khuôn nhạc đều có khóa nhạc để xác định tên của các nốt nhạc. Khi chơi đàn organ keyboard hoặc đàn piano thì chúng ta sẽ sử dụng hai khóa cơ bản, đó là khóa Sol là dùng cho tay phải, khóa Fa là dùng cho tay trái. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tên nốt nhạc trên khuôn nhạc. Chúng ta phải nhớ là trên khuôn nhạc gồm có 5 đường kẽ và có 4 khe. Thì đây là nốt nhạc đầu tiên, có một cái đường kẽ ngắn gạch qua, chúng ta gọi là nốt Do. Còn nốt Re nằm ở đâu? Nốt Re nằm ở dưới đường kẽ số 1. Nốt Mi nằm ở giữa đường kẽ số 1. Nốt Fa nằm ở đâu? Ở khe số 1. Nốt Sol nằm ở đâu? Ở giữa đường kẽ số 2. Khi mà chúng ta học cơ bản thì chúng ta chỉ học tới 5 nốt nhạc đầu tiên thôi, Do, Re, Mi, Fa, Sol thôi nha mọi người. Thì xong clip này thì sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Nhờ nếu mà các bé thiếu nhi á, những ai mới học thì chúng ta học từ Sol đổ xuống thôi. Còn nếu những ai mà nhớ tốt thì chúng ta có thể học thêm phần này nha. Nốt La nằm ở đâu? La nằm ở khe số 2. Nốt Si nằm ở giữa đường kẽ số 3. Nốt Do nằm ở khe số 3. Nốt Re nằm ở giữa đường kẽ số 4. Nốt Mi nằm ở khe số 4. Nốt Fa nằm ở giữa đường kẽ số 5. Nốt Son này, nốt Son thì chúng ta sẽ nằm ở trên đường kẽ số 5. Đó là những kiến thức cơ bản chúng ta cần nắm bắt nha. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài học nhạc lý, đó là hình nốt. Để phân biệt các nốt dài ngắn khác nhau, người ta sử dụng 7 hình nốt, đó là nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, nốt kép, móc ba, nốt móc tư. Quan hệ về trường độ giữa các hình nốt khác nhau, nhưng mà thì sẽ nói về cao độ, trường độ âm sắc và cường độ là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái nốt trước đi nha. Nốt tròn có giá trị là 4 phách, đây là hình ký hiệu của nốt tròn. Đó, nốt tròn là không có cái que gì hết nè, chỉ là một cái hình tròn gọi là nốt tròn. Phách thì trong âm nhạc chúng ta nói 4 phách thì nó hơi khó hiểu ha. Thì phách chúng ta cứ tưởng tượng như nó dễ hiểu là đập đi. Một phách là một đập. Bạn hãy đánh một phách tôi xem, một phách đây. Đó là chúng ta vỗ tay vậy cái là một đập. 4 phách tương ứng với 4 đập. 1, 2, 3, 4 tương ứng với 4 đập. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua hình nốt trắng. Có giá trị là 2 phách tương ứng với 2 đập. Đây là ký hiệu của hình nốt trắng, là chúng ta sẽ có một hình nốt trắng này, một que tương ứng với 2 đập nó trắng. 1, 2, đó. Tiếp, nốt đen có giá trị là 1 phách. Thì nốt đen thì có ghi phóng lớn lên cho mọi người nhìn nè. Đây là hình nốt đen. Đó, nó đen nó khác với trắng, là nó trắng là không có bôi đen ở giữa nha. Còn nó đen là bôi đen hết toàn phần và có một cái que. Ở trên gọi là nó đen, có giá trị là một phát tương ứng với một đập. Một. Tiếp, nốt móc đơn có giá trị là 1/2 phát, hay còn gọi là 0.5 phát.
Đây, nó móc đơn thì giống như hình nó đen nhưng mà có thêm một cái móc thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần nốt móc kép, là nó sẽ có hai cái móc này có giá trị là 1/4 phách. Đó, có nghĩa là đây là nốt móc 3 là có giá trị là 1/8 phách, là nó có 3 cái móc. Móc 4 á thì chúng ta sẽ có 4 cái móc là 1/16 phách. Sau này chúng ta học nâng cao thì chúng ta sẽ học móc kép móc 3 móc 4, còn nếu mà cơ bản chúng ta chỉ học là nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn thôi.